Trong bối cảnh hiện nay, việc duy trì công cụ hạn mức tín dụng là phù hợp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, qua đó góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô. Đến ngày 16 tháng 9 năm 2022, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 10,47% so với cuối năm 2021 và tăng 17,19% so với cùng kỳ năm 2021. Ngân hàng Nhà nước cho biết định hướng trong thời gian tới về hoạt động tín dụng, điều hành chính sách tiền tệ, tập trung vào nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định giá trị đồng tiền. Đây là một trong những mục tiêu số 1 trong thời gian tới, tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để nước ta nhanh chóng khôi phục nền kinh tế.